now. Only rich people can get milk these days. The person should go and get service now. Me, even to buy milk for my own people. Ha! Milk these days na big money. Rich people, not just average people. Rich men. Is rich men picking the drink milk? So you eat only, Bobo? My thing me eating meat. So you will not eat meat too? You will eat only Baba. Only Baba you go eat. Okay now. Ayana, you can take. Remember that you will not eat meat. I see now. Where is Dada? In the farm. The farm. What are you doing there? Is what? I don't know. It's a library farm. Remember, you will not eat meat though. Chào cả nhà. Rồi bây giờ cái vụ gửi đu đủ hen. Mẹ nhím bào nửa trái đu mà nghĩ là chắc sẽ không đủ ăn cho nên dứt hết một trái luôn rồi. Cái phần nước trộn gỏi này hôm qua có rất là nhiều bát suối nhím thì gộp lại công thức là có chanh, không có giấm hen, xài chanh, nước mắm, đường, tỏi, ớt. Xong rồi bỏ vô đây trộn ngấm cho đều lên. Mẹ nhím không có thịt heo, ở bên này người ta không ăn thịt heo. Rất là khó tìm thịt heo ba chỉ cho nên là mẹ nhím dùng thịt bắp bò. Cái thịt bắp bò này là tính mua là nấu súp rau đắng cho ổng ăn đó. Nhưng mà dở trứng rồi thôi tay quất hết luôn. Cái này thì mẹ nhím cho thêm một ít hành phi nữa. Rút kinh nghiệm từ bữa làm gỏi gà đó. Cho hành phi vô nó rất là thơm ngon. Cái này thì đậu phộng mẹ nhím sẽ chia ra làm hai. Một phần thì bỏ vô trộn chung. Còn một phần là một lát nữa mình rắc lên. Mẹ nhím nghĩ là nếu mình trộn chung vô thì cái nước nó làm cho đậu phộng không còn giòn nữa. Nhìn thấy cũng gì và này nọ quá hen. Làm tới đây rồi mới nghĩ là phải chi mình lấy ớt mình sắc lát lát là coi bộ có lý. Mà thôi vậy là cũng ngon lắm rồi, cũng chịu hết nổi rồi. Eat your food. Don't eat together with chicken. What? If you eat with chicken, you know you are eating. If I try food, this something very sweet. Then that. Then I. It's sweet. Hồi hôm qua có mấy bác nói nhím là cái này nó hơi nhũn. Đúng là sau khi trộn xong cái nó mềm giống như là hủ tiếu trụng vậy đó. Nhưng mà cũng may là cái đu đủ này nó giòn mà nó tươi á. Cho nên là ăn nó còn giòn rụm rụm. Nhím nghĩ là cái này nghiên cứu mà trộn gỏi gà là sẽ ngon lắm. Ngon hơn chuối cây á. Có điều là phải sắc cọng bự chút xíu. Cái này nhìn giống miếng quá. Nghe đồn là phải ăn với bánh phồng tôm thì mới ngon. Mà cái món bánh phồng tôm của mẹ nhím tới bây giờ nó vẫn chưa có thành công. What do you say? I say I like the salad, but the one that do with pepper. Okay. The Vietnam salad. That's sweet. Hồi hôm qua ăn uống xong xuôi cái mẹ nhím tính chở hai ông báo đi cắt tóc. Ai dè cha nó phỏng tay trên trước, chở ra ngoài tiệm mới mở của chú Y Che. Cái ông Y Che là cái ông anh bụng bự hôm bữa nhím quay ở nhà mẹ chồng đó. Ông thiết kế cái đầu ông Út đó. One swallow, I'll swallow this meat.
Tuy là hơi thất bại cái vụ nó hơi, hơi nhuyễn, nhưng mà đối với mẹ Nhiếm là ngon hen. Mẹ Nhiếm dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được hết trơn á, thành ra là mới sống nổi ở châu Phi này. What's your problem? So you say let only the runout and eat. So you eat on her runout, remain the papa who eat. Ủa hồi nãy có đứa nói là không ăn thịt mà ăn giờ lựa thịt với đậu phộng ăn hết trơn, chừa và gỏi đu đủ lại cho mẹ. Nhớ hồi còn ở Việt Nam mẹ Nhiếm có ăn gỏi đu đủ này với bột chiên. Mẹ Nhiếm nhớ là bột chiên trứng. Thì bây giờ mẹ Nhiếm đã thành công cái vụ bột gạo rồi. Nhưng mà trứng thì nhà cũng có. Mẹ Nhiếm sẽ nghiên cứu cái vụ bột chiên trứng coi sao. Ăn với gỏi đu đủ hen. So how do you eat finish? Yes. I am back on home, play go and work. Mama, thank you. Thank God. Mama, thank you. Carry papa go and cover. Work on home, play. More of the kitchen also. Bây giờ thì mấy mẹ con đang đi mua hộc quẹt với tìm thêm một ít nguyên phụ liệu nữa để làm một món Việt Nam khác. Ông Cạp ổng gian manh dữ lắm. Mỗi lần mà nhà có chuyện gì hụt hạt hen là ổng hay giấu chìa khóa xe. Cái kiểu như cái biết tính mẹ Nhiếm hồi xưa á, mỗi lần mà có chuyện gì là hay xách gối túm đi lắm. Cho nên là từ đó tới giờ là mỗi lần nhà có chuyện là ổng sẽ hoặc là khóa cổng hoặc là sẽ giấu chìa khóa xe. Sẵn tiện thì mình đi bộ vòng vòng tập thể dục luôn. Trong nhà bức rứt có chuyện mà mình cứ lủi lủi trong nhà không cũng ngột ngạt dữ lắm. Ra ngoài đường gặp người này người kia hít thở không khí trong lành đồ cho nó hạ quả bớt. Vô tình này đi mua cái hộc quẹt thì thấy mấy bé ở đây nó đang chơi mấy chiếc xe nè mọi người. Hôm trước có mấy khán giả comment trong cái clip livestream của mẹ Nhiếm nói là trời ơi ở Việt Nam gửi qua mà gửi làm chi mấy chiếc xe chút xíu anh Đu Đu với anh Út chơi không đã. Đây là những chiếc xe mà mấy đứa con nít ở châu Phi nó chơi thường nhật luôn. Là nó sẽ tìm những cái vỏ hộp, vỏ chai gì đó. Xong bắt đầu nó luộn hai cái bánh làm bằng cái nắp chai nước ngọt á. Thì thử nghĩ xem những cái chiếc xe của chị Hoa Hồng gửi qua là nó tuyệt vời đến mức độ nào. Những gia đình giàu có ở thành phố thì đúng thật là người ta có chỗ để người ta mua đồ chơi cho con người ta hen. Người ta có thể vô siêu thị đồ mua mấy chiếc xe tân tiến hiện đại. Nhưng mà thử hỏi đi bây giờ mua đồ chơi cho con hay là mua đồ ăn trong gia đình. Ngay cả mẹ Nhiếm này mẹ Nhiếm cũng không bao giờ mua đồ chơi, rất là mắc. Mặc dù mẹ Nhiếm không có kêu gọi nhưng mà những cái món đồ ở bên Việt Nam gửi qua thật sự là rất là quan trọng, rất là quý đối với bên này. Xin khán giả nhà mình đừng ai chê bai gì hết nha. Bây giờ thì đang đến nhà của cô giáo anh Đu Đu để nhờ cô giáo hỏi những phụ huynh mà có con học trong lớp của cô giáo đó có ai mà cho con uống sữa không? Để mẹ Nhiếm kiếm cái chỗ để mẹ Nhiếm mua sữa. Sữa mà cho con nít uống nhất là trẻ sơ sinh đó, là phải mua ở thành phố. Hồi trước anh Út ở sinh mổ đó, mẹ Nhiếm không có sữa là anh Út toàn là uống sữa mua ở thành phố gửi về không à. Mà bây giờ kiếm mua một lon sữa mà gửi từ thành phố về coi bộ cũng hơi căng á. I was looking. Pay me. I was looking for you. Me? I call this woman. This woman know the big. You know how to fix solar. Solar system. Đây là cái bác thợ điện gần như duy nhất ở trong cái khu vực của Nhiếm. Hồi trước có một ông nữa nhưng mà bị tai nạn mất rồi. Nhưng mà bác vẫn không biết cách để mà gắn cái tấm pin năng lượng mặt trời á mọi người. Mẹ Nhiếm mua này mấy tháng rồi mà kiếm người gắn không có. Ở đây những người thợ lành nghề hay là những cái người mà làm về lĩnh vực công nghệ, máy móc rồi đó, rất là hiếm. Ngay cả việc may quần áo, may sẵn bằng máy may công nghiệp, vắt sổ đồ này kia là gần như không có luôn. Thành ra là mẹ Nhiếm độc quyền. Cho nên là chỉ có khách tìm mẹ Nhiếm thôi chứ mẹ Nhiếm không bao giờ phải tìm khách. Cho nên mẹ Nhiếm nghĩ là những cái việc giống như là phát triển công nghiệp, tay nghề, dạy nghề này kia thì nó sẽ phù hợp hơn là làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp ở khu của Nhiếm nghĩ là chắc không đủ ăn đâu. I come to ask you one thing very important. Okay, nah.
have one girl. He have a small bikini, 4 months. He never start eat now. So I want to get the milk from him. But I know see the milk for a small baby around this area. You know where I can get it. Even this way I go. Can get it there. Only rich people can get milk these days. The person should go and get this now. Me, even to buy milk for my own people. Ha! Milk these days na big money. Rich men. Is rich men begin to drink milk now? That's why I come and ask you that any begin in this school you to drink milk so that I who is drinking milk here? Yeah. Now big men, as in, see my hand, big high class men, now them they drink milk. Milk these days no be anyhow. Now when we were small, now them everybody drinks when milk. Better now? But now, $1. You know how much? 800. 950. Jesus. Okay, today 950. I'm telling you. Which I told me yesterday that is something. Who will afford 7,000 for 1 tin of milk? Within a week. 7,000. I'm telling you. Who will afford it? Yeah, no get that. The person should go and buy soybeans. Soybeans you can drink for months. Very well, and this you can use this water milk. Make it watery. Okay. Only that. It's just that it won't be well refined like milk. Bây giờ cô giáo góp ý là mua bột đậu nành về pha loãng loãng cho bé 4 tháng hôm bữa nhiễm live stream đó. Mà cũng hơi băn khoăn quá, 4 tháng mà uống bột đậu nành được không ta? Con nít ở châu Phi thì hệ tiêu hóa của nó tốt hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Tầm chừng 5-6 tháng là nó đã ăn cháo, ăn gần như là ăn cơm được luôn rồi đó. Nhưng mà bữa mẹ nhiễm dở quá, mẹ nhiễm quên hỏi là có thể uống bột đậu nành được không? Tại vì mình nghĩ sữa thì kiếm mua chắc cũng có. Okay, like cowbell. Do you know how it's a chat of cowbell? We're going on the reactor. Oh, no. Who is telling you? Bây giờ cái chị này lại cho một ý kiến khác, đó là đi mua sữa bò tươi của những cái người chăn bò mà hôm bữa nhiễm quay đó. Mấy cái đàn bò như vậy thì có những con bò mẹ đó, thì người ta có thể vắt sữa người ta bán nữa. Nhưng mà coi bộ nghe thấy không biết có vệ sinh không, không biết có uống được không. Mẹ nhiếm cũng băn khoăn quá. Tự nhiên trong đầu mẹ nhiếm nảy ra một ý định là những cái bà đại gia mà mẹ nhiếm may quần áo cho ở thành phố đó, có thể là con của mấy bà có thể là uống sữa đó, tại vì giàu mà. Cái này thì có thể là mẹ nhiếm sẽ hỏi mấy bà. Nhưng mà mẹ nhiếm tính là từ đây tới Noel là sẽ không nhận đồ may nữa. Cực quá, mỗi lần may chở đi chở về đồ này kia. Tạm thời mẹ nhiếm nghĩ chắc là mình sẽ mua bột đậu nành, rồi mình đem tới đó, nếu mà cái con bé uống không được thì cho mẹ nó uống. Mẹ nó uống rồi có sữa cho nó bú, đúng không? Chứ mẹ nhiếm nghĩ cái cách mà người ta làm đá mà ăn uống như thế thì chắc chắn là cái cô bé đó sẽ không có đủ sữa cho con bú đâu. Nhìn thấy cũng không có được phối pháp á. Phải chi gạo ở đây như gạo ở Việt Nam mình vậy đó, nấu cái chắc nước cơm pha đường uống. Hồi nhỏ là mấy anh chị em của mẹ nhiếm là chuyên gia uống như vậy đó. Mấy bác nhà mình lớn lớn tuổi chút xíu có kinh nghiệm mà nuôi con kiểu trong điều kiện thiếu thốn chiến tranh rồi đó, thử comment cho mẹ nhiếm một số kinh nghiệm coi mẹ nhiếm tìm cách xoay sở như thế nào. Tại vì ví dụ như mình mua được một lon sữa bây giờ đi thì nó uống chắc cũng tầm tuần là hết rồi. Rồi lại quay tiếp sữa nữa thì cũng hơi căng. Mà lỡ giúp thì giúp cho trót, chứ thấy tội quá. Ok baby, now I'm going. Okay. I will find the meal, no see, buy your bin. Okay. Have you sell the ukwa finished? I have another order ukwa now. You want to wash it? I will wash it and go and see. When? Let's see when the rain fall many, I want to use the rain and wash them. Okay, at home. Sau khi bàn bạc thì mẹ nhiếm quyết định là sẽ gom cái mớ u quà còn ở nhà đó để đem ra chợ bán bù vô cái số tiền khán giả gửi cho mẹ nhiếm đó, coi đủ mua một lon sữa không, mình mua sữa trước đi, rồi cái vụ bột đậu nành đó thì mình nghiên cứu coi có sử dụng được không. Rất may là cô giáo nói là bà cũng có một mớ u quà luôn, thì bây giờ bà đã thay đồ thì bà sẽ đi ra ngoài rẫy, bà gom u quà bà rửa với mẹ nhiếm luôn. Sáng nay lại tới đợt của người Hồi giáo, người ta đến nhà nhiếm người ta bán đậu hũ. Lần này lão cạp tới số nữa rồi. Mẹ nhiếm sẽ làm một món mà lão cạp sẽ không thể nào ăn được luôn. Đậu hũ chiên xả hay là đậu hũ sốt cà ta? Đậu hũ kho nghệ được không? Ta nói phen này quyết tâm là phải lấy lại cái điện thoại cho bằng được nè.
Hôm qua giờ là có đứa ăn dầm nằm về ở ngoài rẫy luôn, không vô nhà luôn đó. Để coi được bao lâu. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi hen. Tập sau để coi lên món đậu hũ gì đây ta.